Thư viện Pháp luật xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay, chuyển đổi số đang trở thành xu thế trong hoạt động của cá nhân, doanh nghiệp và trong cả hoạt động của cơ quan nhà nước. Nổi bật là tài khoản định danh điện tử VNEID với chức năng tích hợp nhiều loại giấy tờ, trong đó có cả giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Vậy để tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và tài khoản định danh điện tử thì cần phải làm thế nào? Hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Hiện nay tài khoản định danh điện tử có hai mức độ là mức độ 1 và mức độ 2. Mức độ 1 thì chỉ chứa các thông tin cá nhân, người dân có thể làm tại nhà. Bạn có thể xem lại video mà Thư viện Pháp luật đã hướng dẫn trước đây. Còn trường hợp muốn tích hợp giấy tờ vào VNEID thì phải đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Để tích hợp giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội thì cần thực hiện thủ tục đăng ký như sau. Đối với công dân đã được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, thực hiện đến công an cấp xã hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước công dân để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử. Công dân xuất trình thẻ căn cước công dân gắn chip, cung cấp thông tin về số điện thoại và bổ sung thông tin cần tích hợp vào tài khoản định danh điện tử như giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Tiếp theo, cán bộ tiếp nhận thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử, chụp ảnh chân dung, thu nhận vân tay của công dân đến làm thủ tục để xác thực với cơ sở dữ liệu căn cước công dân và khẳng định sự đồng ý đăng ký tạo lập tài khoản định danh điện tử. Sau khi thực hiện xong thì cơ quan quản lý định danh điện tử thông báo kết quả đăng ký tài khoản qua ứng dụng VNEID hoặc tin nhắn SMS hoặc là địa chỉ thư điện tử. Trường hợp công dân chưa được cấp căn cước công dân gắn chip điện tử thì có thể yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cùng với cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi đăng ký thành công tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì tùy thuộc vào nhu cầu thích hợp mà trong mục ví giấy tờ của ứng dụng VNEID sẽ hiển thị các nội dung về đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, người phụ thuộc, thông tin thuế, hộ chiếu. Lưu ý là hiện hành khi đã tích hợp các loại giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử thì người dân có thể sử dụng với trường hợp cơ quan tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó. Nếu muốn sử dụng thì chỉ cần nhấn vào nội dung cần chọn, nhập mật khẩu đã cài đặt trước đó. Sau đó hệ thống sẽ hiển thị hình ảnh của giấy tờ đã chọn. Ví dụ nếu bạn muốn chọn một giấy phép lái xe thì nhấn vào ô giấy phép lái xe trong ví giấy tờ. Kế tiếp hệ thống sẽ hiển thị ô nhập mật khẩu. Sau khi nhập đúng mật khẩu thì hình ảnh giấy phép lái xe sẽ được hiển thị. Ngoài ra, nếu thời hạn của giấy phép lái xe sắp hết hạn, đối với các loại giấy phép lái xe có thời hạn thì hệ thống cũng sẽ bôi đỏ phần thời hạn để người dân có thể chú ý. Trong tương lai thì tài khoản định danh điện tử sẽ tích hợp thêm về ký số điện tử, hợp đồng điện tử, nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt và một số chức năng thay thế các loại giấy tờ của công dân trong các giao dịch điện tử. Video đến đây là kết thúc. Thư viện Pháp luật mong rằng đã cung cấp những nội dung bổ ích về việc tích hợp các loại giấy tờ vào tài khoản định danh điện tử. Đừng quên nhấn like và subscribe để theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.